Hôm nay KP xin giới thiệu với mọi người chiếc máy làm sữa hạt mini mã H1 và mã H2, gồm hai màu là màu xanh và màu vàng kem nhé. Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, dễ mang đi, ví dụ như mọi người mang đi làm này, mang đi picnic này, mang đi du lịch này rất là tiện nhá. Nặng vào 1,2 kg, dung tích là 600ml. 600ml là dung tích lạnh Bắc ở đây nhá. Nghĩa là mỗi lần mọi người nấu sữa mọi người có thể nấu được 600ml đấy ạ. Máy được thiết lập 8 chương trình luôn cho mọi người cắm điện và ấn bắt đầu cho em. Thì trong đây nó đều có hết setup hết tất cả những cái chương trình rồi. Mọi người chọn thì mọi người ấn cho em chữ chức năng. Ví dụ như là nó nhấp nháy vào sữa hạt, nghĩa là mọi người đang chọn chế độ làm sữa hạt đấy ạ. Sữa hạt này, sinh tố này, cháo nhuyễn này, cháo nguyên hạt này, thức ăn trẻ em này, sữa ngô, sữa ấm và làm sạch. Ngoài ra máy còn có chế độ hẹn giờ lên đến 12 giờ đấy ạ. Ví dụ như mọi người chọn chế độ sữa hạt. Đây mọi người thấy nhấp nháy sữa hạt không ạ? Mọi người ấn cho em chữ bắt đầu. Đó, máy nó bắt đầu chạy rồi đấy ạ. Hoặc là mọi người ấn cho em chữ hủy lệnh. Và khi máy đang nấu ấy mà mọi người đóng hoặc là mọi người mở ra, máy sẽ tự động ngừng luôn nhé. Và hiện chế độ E2. Đây là tính năng an toàn của máy làm sữa hạt Capen đấy ạ. Và khi đóng mọi người nhớ đóng đúng cho em nhé. Đúng vào chỗ này. Mọi người chỉ cần đóng được thôi là máy sẽ hiện E2 luôn. Đó. Chất liệu được làm bằng inox 304 18/10 gồm 6 lưỡi dao rất là sắc nên là mọi người xay sinh tố làm sữa hạt thoải mái tất cả các loại hạt luôn. Công suất là 750W, tốc độ là 20.000 vòng trên 1 phút nhé. Máy sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Thì đi kèm với máy sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng. Thì ở trong quyển này đều có những cái lưu ý cũng như là cách sử dụng, cách làm vệ sinh hết rồi. Phiếu bảo hành 24 tháng, một chiếc bàn chải để mọi người vệ sinh để tránh mình động vào cái lưỡi dao này nhá. Đây mọi người chỉ cần vệ sinh cho em như thế này là được. Một chiếc cốc đong thì bất kể một loại hạt nào mọi người cũng lưu ý cho em là không được dùng quá hai cốc đong này nhá. Ví dụ như là hạt đậu lành mọi người chỉ dùng cho em hai cốc này thôi, không được quá. Lưu ý giúp em một cái nữa là mọi người không nên cho quá vạch mắt nhá. Không nên cho quá cái vạch mắc này, chỉ tầm vạch mắc này trở xuống thôi, bất kể làm sinh tố hay làm sữa hạt đều như vậy. Và khi làm sữa hạt thì mọi người chú ý là không nên cho sữa hay là cho đường luôn, mà mọi người nấu sữa hạt xong, mọi người cho sữa cho đường vào sau và bật chế độ sinh tố để nó đánh khuấy lên là được. Tránh cho luôn vào thì nó sẽ rất dễ bị cặn và rất dễ bị cháy vì nó có chế độ nấu mà. Sử dụng cực kỳ tiện lợi nhá.